Cũng từ hôm nay 1 tháng 3, theo tinh thần thông tư số 37 của Liên Bộ Y tế Tài chính, mức giá viện phí của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh. Sẽ có hơn 1.800 dịch vụ y tế do bảo hiểm y tế thanh toán được tăng giá, với mức tăng từ 2 đến 7 lần. Việc triển khai thực hiện thông tư này ở các đơn vị y tế tại tỉnh Lâm Đồng như thế nào là nội dung phóng sự sau. Chăm sóc sức khỏe luôn là vấn đề mà ai cũng quan tâm. Vì lẽ đó, mọi thay đổi về chính sách liên quan đến y tế, bảo hiểm y tế được các đơn vị y tế coi trọng. Theo quy định của thông tư 37 Liên Bộ Y tế Tài chính, lần điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh này được tính các chi phí bao gồm giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật. Trong đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện bao gồm 4 yếu tố: chi phí trực tiếp gồm thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ dụng cụ, chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, chi phí tiền lương theo bậc, ngành, chức vụ. Các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo kế hoạch, có gần 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh giá viện phí với mức tăng từ 2 đến 7 lần. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dịch vụ là giảm. Chúng ta hay thấy trên thông tin đại chúng hỏi rằng là tiền khám chữa bệnh nâng lên thì cái chất lượng khám chữa bệnh có nâng lên hay không? Thì đương nhiên, nếu như khi chúng ta đạt đúng theo 7 yếu tố của thông tư liên tịch 04 á, thì bao gồm cả cái tiền chi phí trực tiếp, ví dụ thuốc men, dịch vụ hóa chất, xét nghiệm, vệ sinh, điện, nước, bảo trì, bảo dưỡng vân vân. Và yếu tố sắp tới đây là đặc thù nghề nghiệp và tiền lương từ 1/7. Và nếu như chúng ta trả luôn cả cái tiền mà tài sản, khấu hao tài sản, đào tạo, nghiên cứu, lúc chúng ta trả đủ như vậy, thì lúc đó một cái đơn vị y tế người ta bị chủ động toàn bộ về cái hoạt động của đơn vị họ, thì lúc đó chúng ta mới nên hỏi rằng có tăng lên hay không. Còn trước mắt từ ngày 1/3 chúng ta chỉ trả thêm cái phụ cấp đặc thù nghề nghiệp. Và trước đấy cũng đã trả rồi, chứ không phải là không trả. Nhưng mà vì gì? Vì nguồn thu từ trong bảo hiểm, thì bây giờ nguồn thu từ trong cái giá dịch vụ khám chữa bệnh. Thì cái vấn đề, cái mà gọi là cái mức trả nó không khác nhau gì hết, chỉ có cái nguồn trả khác nhau thôi. Thành thực ra như vậy thì chúng ta chỉ có một cái nâng lên, là nâng lên gì? Cái ý thức của cán bộ viên chức đối với bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Vì khi có bệnh nhân đến khám thì chúng ta mới có tiền để trả. Thì đó là một phần. Còn chúng ta cũng chưa thay đổi được cái vấn đề cơ bản nhất là gì? Thứ nhất là số lượng, chất lượng của cán bộ viên chức để mà thực hiện cái dịch vụ đó. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, mặc dù đã có 6 tháng để chuẩn bị thực hiện việc thanh toán bảo hiểm y tế theo thông tư 37, nhưng nhiều bất cập và vướng mắc vẫn chưa thể giải quyết được, do phải tính toán mức giá viện phí theo nhiều khung giá khác nhau, do quy định của thông tư 37 và luật khám chữa bệnh còn chồng chéo. Giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tất cả cái vấn đề thu của chúng ta là đều quản lý bằng phần mềm. Chính vì vậy, khi chúng ta có một cái giá thu khác nhau như vậy, thì chúng ta phải lại có một cái phần mềm khác của đối tượng này. Cái thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện, ví dụ một bệnh nhân vào cấp cứu theo luật khám chữa bệnh, người ta chưa trình thẻ bảo hiểm y tế, thì không biết rằng có thể có những trường hợp chúng tôi cũng đã gặp rồi, hỏi thì người ta nói rằng người ta không có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên sau vài ngày người ta có thể đưa cái thẻ bảo hiểm y tế ra, thì theo quy định là người ta được hưởng từ lúc bắt đầu vào khám chữa bệnh tại cấp cứu cho đến lúc kết thúc một vấn đề, một thời gian điều trị. Thì nếu như vậy thì khi vào mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì theo cái giá cũ, cái giá mà thông tư hiện nay đang hiện hành. Còn lại nếu bảo hiểm y tế thì theo giá mới. Mà cả anh chị biết rồi, quản lý phần mềm của ngày khi chúng tôi đã xuất hóa đơn tất cả các dịch vụ thì đã quy định hết rồi. Thì khi muốn thay đổi lại toàn bộ cái vấn đề kể cả xét nghiệm, chẩn đoán, vân vân, thì bắt buộc các khoa phòng liên quan phải hủy và làm lại, nó sẽ gây rất là khó khăn. Chính vì vậy đây là cái vấn đề bất cập thứ nhất. Cái bất cập thứ hai là cái vấn đề công bằng trong khám chữa bệnh. Thì không có nghĩa rằng một cái dịch vụ khám chữa bệnh đối với một cái dịch vụ đó lại có hai giá khác nhau. Trên một bệnh nhân, ví dụ tôi nói khám bệnh chẳng hạn, thì bệnh nhân đến khám bệnh thì không lý gì mà bệnh nhân bảo hiểm y tế thì giá này, bệnh nhân không bảo hiểm y tế là giá khác. Cái đó gọi là công bằng. Thực ra đó là công bằng. Về phía cơ quan bảo hiểm xã hội, việc thực hiện thông tư 37 được coi là cơ sở để khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đề nghị với ngành y tế là phải tuyên truyền phổ biến rộng rãi cái thông tư số 37 đến toàn thể cán bộ viên chức trong ngành để thống nhất triển khai thực hiện. Cái thứ hai là cái tăng biểu giá viện phí thì nó để đi đôi với lại cái nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Trong đó thì
đối với ngành y tế chúng tôi cũng phải đề nghị là phải đổi mới cái phong cách phục vụ, đổi mới cái tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới cái sự hài lòng của người bệnh. Cái thứ ba là chúng tôi cũng đề nghị là đối với các cơ sở khám chữa bệnh mà người bệnh phải chờ đợi lâu thì phải tăng cường các cái bàn khám, tăng cường cái nhân lực phục vụ. Làm sao để gì? Để liên hoàn giữa cái khâu khám bệnh và cái khâu thực hiện cái các cái dịch vụ cận lâm sàng phải thống nhất và liên hoàn với nhau. Làm sao để giảm thiểu cái phiền hà cho người bệnh. Và một cái điểm nữa để chúng tôi cũng đề nghị với ngành y tế là phải tiếp tục thực hiện cái tin học hóa trong khám chữa bệnh. Làm sao mà phải sớm kết nối được liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa hai ngành. Có thể nói thay đổi hay sửa đổi chính sách đều xuất phát từ lợi ích của người dân. Việc tăng giá các dịch vụ y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cũng không nằm ngoài mục đích đó. Tuy nhiên có một số thay đổi lại gây nhiều khó khăn cho người bệnh. Đơn cử như việc xác nhận giấy hẹn tái khám được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2016 này. Trước đây chỉ cần bác sĩ điều trị yêu cầu tái khám thì mọi chi trả cho lần khám sau đều được bảo hiểm thanh toán. Tôi đi quằn đi lên tới đây mấy chiếu luôn. Cái bệnh nó tất ngực với bệnh tim thì mấy cháu cũng biết rất là khó. Cũng theo thông tư 37 thì các đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán các dịch vụ y tế theo mức giá cũ, có nghĩa là thấp hơn so với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 7. Theo các đơn vị y tế, điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và sự công bằng trong khám chữa bệnh. Bởi khi các dịch vụ y tế tăng, người tham gia bảo hiểm y tế cũng sẽ phải chi trả nhiều hơn cho việc khám chữa bệnh của bản thân mình. Các bạn ướp như thế này thì hến sẽ rất là ngon và thơm. Thế bây giờ thì tôi lại dùng đúng cái sản phẩm của xứ dừa Bến Tre, đó là cổ hủ dừa.